Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ, cô mình có thể chia sẻ một số thông tin bản thân một chút xíu, tên, địa chỉ và tuổi mình. Cô là Phạm Ngọc Hương, năm 60 tuổi. Địa chỉ nhà mình cho cô. 280/59/46. Bùi Nghĩa, phường 2, Bình Thạnh. Dạ rồi. Cô Hương, trước khi cô đến hội trường Phú Nhuận của con đó, thì cô gặp những cái căn bệnh gì trong người? Trước khi tới là bị huyết áp cao. Dạ. Bị mỡ máu, giãn tĩnh mạch, đau khớp gối, đi tiểu đêm một đêm 3-4 lần á, rồi táo bón. Có dạ dày không? Đau dạ dày nữa. Nhưng mà từ ngày cô ngồi cái máy tre áp này đó, ngồi được 5 tháng thì cô thấy là nó cải thiện rất nhiều, tuy là 30 phút nhưng mà cái máy này nó rất tốt. Cô bây giờ cái giãn tĩnh mạch đó là hết nặng chân rồi. Cô đi bộ được 5 cây á. Trước cô đi các bạn đi. Nó nặng lắm, đi không được. Cô đi rất là khó. Mà lên cầu thang là cô phải bò, cô dịch từng đất mà cô đi lên đó. Bây giờ đi bình thường, không có dịch nữa. Từ ngày ngồi cái rẽ này nè. Thành ra không có đi tiểu đêm. Tiểu đêm cũng hết luôn. Rồi lúc trước là 4 lần. Cứ chút cái dậy đi tiểu, không mất ngủ luôn, không ngủ được. Không ngủ được luôn. Từ ngày ngồi này là cô ngủ ngon. Ngủ trước tới sáng luôn. Còn bị nữa một lần rồi. Trước khi ngủ. Trước khi ngủ là đi tiểu rồi đi. Là tới sáng luôn. Còn táo bón là hết luôn. Táo bón trước cô nó sao được? Cô đi rất là khó. Mới lần đi nửa tiếng ngủ á. Thành bây giờ là khỏe lắm. Bước vô là đi thoải mái nhờ cái máy này nè. Thoải mái luôn. Thoải mái. Dạ, còn cái huyết áp. Huyết áp cô bây giờ tự nhiên nó ổn định và nó khỏe đến nỗi là bác sĩ nói ồ vậy là khỏe rồi, bây giờ tôi sẽ cho vào, hồi đó uống 40mg, bây giờ còn có 10mg. 10mg thôi. Rồi nó xuống rồi. Mở máu có xét nghiệm lại không? Có xét nghiệm mà hết luôn. Có xét nghiệm ở đâu? Ở Bình Thạnh. Bình Thạnh đấy, rồi cái chỉ số đó là bác sĩ nói là... Bác sĩ nói là hết à, nó bình thường trở lại rồi cho phép. Mở máu cho phép. Okay, dạ, nói chung là sao trải sao trải nghiệm của trẻ thì á thì cô đã thấy khỏe hẳn luôn. Cô đi bộ ngoài, cô đi mà lần đi bộ đâu có được. Mà từ ngày ngồi này á cô đi bộ 5 cây. Dạ. Vẫn đi được, không có thấy mỏi nữa. Thì cô có nhận xét về thiết bị bên con. Cái thiết bị này rất là tốt. Cô thấy vậy cô giới thiệu nhiều người bạn á. Cũng có mua về thấy sử dụng sao cô? Sử dụng nhiều người ta thấy hay lắm, tối ta ngủ ngon, ta trải ra ta ngủ ngon lắm, rất là ngon, nó không còn đau nhất nữa. Máu nó luôn ngon. Là ngày ngủ ban đêm. Dạ, ban đêm thì hoạt nó cao. Nó cao hơn. Được rồi, vậy thì cũng mong cô với bạn bè của cô Hương càng nhiều bác biết đến thiết bị trẻ bên con, sử dụng nó mỗi ngày để giúp cho sức khỏe của cô với bạn bè thân có sức khỏe tốt luôn nha. Dạ, cảm ơn cô.